Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, từ đầu năm đến nay, Sở đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và phối hợp với các ngành, đơn vị chuyên môn của tỉnh, kiểm tra phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 54 doanh nghiệp vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường. Trong đó đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 21 doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính đối với 33 doanh nghiệp do chậm thực hiện đăng ký biến động đất đai với số tiền 276 triệu đồng. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tuấn ký ban hành quyết định xử phạt số 2100, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Tổng Công ty Giấy Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn gọi tắt là Tổng Công ty Giấy, có địa chỉ trụ sở tại số 25A, phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, địa chỉ cơ sở tại thị trấn Phong Châu, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Theo quyết định, Tổng Công ty Giấy bị xử phạt do đã thực hiện 3 hành vi vi phạm hành chính. Hành vi thứ nhất, xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường và môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5.000 mét khối trên ngày, 24 giờ trở lên. Số tiền phạt 1 tỷ 350 triệu đồng, phạt tăng thêm 20% đối với thông số BOD5 vượt quy chuẩn kỹ thuật 2,15 lần, 270 triệu đồng. Hành vi thứ hai, xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường và môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 mét khối trên ngày đến dưới 400 mét khối trên ngày, số tiền phạt 270 triệu đồng. Hành vi thứ ba, thải khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường và môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần, tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%, phạt cảnh cáo. Như vậy, tổng số tiền phạt là 1 tỷ 890 triệu đồng. Về biện pháp khắc phục hậu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu Tổng Công ty Giấy chấm dứt ngay hành vi vi phạm trên, thực hiện nghiêm chỉnh quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định và phân tích mẫu môi trường theo quy định hiện hành, với tổng số tiền 41,8 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định. Thông tin từ Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa chính thức trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Quy định này dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo pháp luật hiện hành đang quy định, lái xe vi phạm giao thông sẽ bị xử phạt tiền và tước giấy phép lái xe tùy vào mức độ vi phạm. Tuy nhiên, việc tước bằng lái như hiện nay ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, sản xuất và đời sống người dân. Vì vậy, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 ra đời đã quy định về trừ điểm bằng lái thay vì tước giấy phép lái xe như hiện nay. Theo đó, người điều khiển phương tiện có thể vừa bị phạt tiền, vừa bị trừ điểm bằng lái. Mỗi bằng lái có 12 điểm, tài xế vi phạm các quy định khi tham gia giao thông sẽ bị trừ từ 2 đến 12 điểm, tùy vào tính chất mức độ và hành vi. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng mức xử phạt có tính răn đe cao đối với lái xe sử dụng rượu bia được chính thức áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo đề xuất này, đối với người vi phạm nồng độ cồn mức 2 trở lên còn bị trừ sạch 12 điểm bằng lái, còn mức 1 sẽ bị trừ hết điểm bằng lái nếu tái phạm nhiều lần. Số lần tái phạm sẽ được Bộ Công an quy định ở thông tư hướng dẫn. Bộ Công an lý giải hành vi điều khiển xe mà trong máu có nồng độ cồn là hành vi hết sức nguy hiểm, là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Thời gian qua, mặc dù lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử phạt, song hành vi này vẫn diễn ra phổ biến, do đó cần nâng mức xử phạt, tăng tính răn đe đối với người tham gia giao thông, Bộ Công an cho hay. Như vậy, theo đề xuất của Bộ Công an vừa trình lên Chính phủ, lái xe vi phạm nồng độ cồn có thể đối diện với nguy cơ bị trừ hết điểm bằng lái. Theo đó, đối với mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn hiện nay đang quy định 3 mức. Với mức 1, lái xe điều khiển xe máy hoặc ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở nếu tái phạm nhiều lần, ngoài bị phạt tiền còn bị trừ 12 điểm bằng lái. Mức 2 là điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Mức 3 là điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở cũng bị trừ hết điểm bằng lái. Như vậy, lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức 2 trở lên, ngoài bị xử phạt tiền như quy định hiện hành, sẽ bị trừ hết 12 điểm bằng lái.
Tại dự thảo lần đầu, Bộ Công an đề xuất giảm mức xử phạt đối với mức 1, mức thấp nhất đối với người điều khiển xe ô tô và xe máy. Tuy nhiên, trong lần trình chính thức lên chính phủ, cơ quan soạn thảo lại tăng mức xử phạt đối với hành vi này. Cụ thể, đối với ô tô, cơ quan soạn thảo giữ nguyên mức 1 và mức 3, nhưng điều chỉnh tăng mức 2 từ 16-18 triệu đồng lên 18-20 triệu đồng. Đối với xe máy, Bộ Công Thương đề xuất giữ nguyên mức 1, tăng mức 2 từ 4-5 triệu đồng lên 6-8 triệu đồng và mức 3 từ 6-8 triệu đồng lên 8-10 triệu đồng. Đại diện Bộ Công an cho biết, bằng lái bị trừ điểm sẽ thông báo đến chủ phương tiện qua ứng dụng VNEID hoặc bằng văn bản giấy được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm. Tất cả được triển khai tự động trên hệ thống do công an quản lý. Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm bằng lái thì người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó. Sau thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ theo quy định do lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm. Việc thông báo phục hồi điểm giấy phép lái xe thực hiện bằng phương thức điện tử trên phần mềm ứng dụng do Bộ Công an quản lý, vận hành bằng văn bản giấy theo mẫu quy định của Bộ Công an và được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm. Trường hợp giấy phép lái xe được thể hiện dưới hình thức thông điệp dữ liệu thì cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện cập nhật trạng thái phục hồi điểm giấy phép lái xe trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia, đại diện Bộ Công an cho hay. Trao đổi với báo Công Thương, một đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam, ước tính có khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông và 11% số người chết do tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia, tức là trung bình mỗi ngày cả nước có khoảng 700 người vi phạm nồng độ cồn khi lái xe với các mức độ khác nhau. Thực tế cho thấy chế tài xử phạt của chúng ta đã khá đầy đủ và nghiêm khắc, nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn là một trong những hành vi vi phạm an toàn giao thông phổ biến nhất hiện nay. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên tổ chức tuần tra đo nồng độ cồn của người tham gia giao thông, nhưng tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Việc đề xuất tăng mức xử phạt đối với lái xe sử dụng rượu bia nhằm vừa làm tăng tính răn đe, vừa có tính giáo dục, hạn chế người vi phạm. Đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhận định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng gồm Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; Trần Xuân Quyết, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; và Bùi Đình Sáng, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10, Tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện bắt quả tang Nguyễn Tiến Thành có hành vi trộm cắp tài sản xe máy Honda Way Alpha màu đen lắp biển kiểm soát 29L5-63072 tại tòa 27A1 chung cư Green Star, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa vật chứng cùng đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận do không có công ăn việc làm, cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy để đem bán lấy tiền tiêu xài. Để thuận lợi cho việc tiêu thụ tài sản trộm cắp được, Thành nhắm đến xe máy Honda Way tại các hầm gửi xe không có người quản lý trông giữ, có nhiều sơ hở, mang theo một tay công bằng kim loại hình chữ L dài khoảng 20cm, 3 mũi vam phá khóa bằng kim loại dạng dẹt, một cờ lê bằng kim loại làm bằng công cụ phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng Thành đã thực hiện trộm cắp 7 xe máy, ước tính tài sản trộm cắp hơn 30 triệu đồng. Số xe máy trộm cắp được Thành bán lại cho Trần Xuân Quyết và Bùi Đình Sáng tại ngõ 54/36, đường Tây Tự, phường Tây Tự Bắc, Từ Liêm, Hà Nội. Mở rộng điều tra vụ án, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Xuân Quyết và Bùi Đình Sáng tại ngõ 54/36 đường Tây Tự, phường Tây Tự, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cảnh sát điều tra công an quận đã thu giữ 3 túi ni lông nghi là ma túy. Trần Xuân Quyết và Bùi Đình Sáng khai nhận tinh thể màu trắng và chất bột màu hồng đựng trong 3 túi ni lông màu trắng trên là chất ma túy do cả hai góp tiền mua về cùng sử dụng nhưng chưa dùng hết. Đồng thời, hai đối tượng trên cũng thừa nhận đã mua số xe máy của Thành trộm được với giá 3 triệu đồng trên xe, sau đó lên Facebook tìm người mua lại với giá 3,5 triệu đồng trên xe để kiếm lời. Công an quận cho biết các đối tượng đều có một tiền án,
Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an quận, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, điều tra xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.